Xin chào bạn, chào mừng quay trở lại kênh tụi mình. Video này tôi sẽ hướng bạn cách bật cho phép cài ứng dụng không rõ nguồn gốc từ bên ngoài của con máy Oppo A54 này. Ví dụ các bạn muốn cài file game APK hoặc file hack mode bên ngoài vào, nó máy nó sẽ chặn không cho bạn cài. Để thể hiện như sau. Đây ta sẽ vào cài đặt. Đây tôi sẽ xuống giới thiệu điện thoại cho bạn xem. A54 nhá. Bạch ra. Đây tôi vào cài đặt này. Ta sẽ kéo xuống chọn bảo mật. Ta sẽ kéo xuống chọn đây cài đặt nguồn không xác định. Ta sẽ vào đây, ta sẽ bật nó lên. Các bạn tốt nhất các bạn bật lên hết nhá. Ví dụ bạn tải một chỗ bạn bật lên cho phép này. Driver cho phép này. Gmail cho phép hoặc file hoặc trình quản lý tệp và cho phép, tốt nhất các bạn bật lên hết cho mình. Đó, thì các bạn sẽ cài vô tư bình thường những file APK từ bên ngoài máy nó phù hợp với hiện hành các bạn nhé. Rồi vừa rồi mình vừa dẫn bạn là cách bật cho phép cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc từ bên ngoài của con máy Oppo A54. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.